Okay, xin chào các bạn, mình là Duy đến từ Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái chiếc xe S450 Maybach phiên bản mới. Hiện tại do chiếc xe mới được chuyển từ kho về nên nó hơi dơ, các bạn thông cảm nha. Đây là phần đầu xe của S450 Maybach. Nó sẽ khác với S400 Maybach rất là nhiều ở phần đầu. Thì phần đầu được thiết kế lại bởi cái đèn pha thế hệ mới. Các bạn xem cái đèn pha mới này nó có những cái gì đặc biệt nha. Đèn pha này thì mình gọi là đèn pha Multi Beam LED thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz. Thì với cái đèn pha này thì có thể chiếu xa đến 650 m. Lưới tản nhiệt thì chúng ta thấy vẫn không có gì thay đổi, nhưng mà cái phần cản dưới này được thiết kế lại với nhiều cái chi tiết mà gồm hơn. Và đây cũng là cái sự khác biệt giữa cái đầu xe của S Maybach so với S sedan thông thường. Còn đây là cái mâm xe S450 Maybach. Hiện tại thì S450 Maybach này đang sử dụng là cái lớp xe là Goodyear. Vành xe này là vành 20 inch nha các bạn. Với cái vành 20 inch kích thước như thế này thì giống với cái phiên bản mà S500 Maybach cái thế hệ trước đó. Bên hông thì chúng ta thấy cái logo Formatic. Thì S450 Maybach này sử dụng hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian, giúp cho cái xe mà thăng bằng tốt hơn khi mình di chuyển ở tốc độ cao, cũng như là tăng cái độ bám đường. Bề ngoài hơi dơ một chút xíu nha các bạn, do là cái xe mình mới chuyển từ bên kho về. Này, cái gạt nước của S Maybach nó cũng sẽ khá là đặc biệt ha. Thì đây là một cái tính năng cũng mình thấy rất là hay, đó là cái tính năng là Matrix Vision Control. Khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống gạt mưa này thì chúng ta sẽ không thấy mà bắn nước ở trên kính làm mù tài xế. Để Duy thử cho các bạn xem cái tính năng gạt mưa này nha. Các bạn thấy không thấy nước, mặc dù nước nó đang xịt rồi nha các bạn. Thì trên cái gạt nước này nó sẽ bố trí là một dãy các lỗ li ti. Khi mà chúng ta bấm xịt nước thì nó sẽ xịt theo những cái lỗ đó. Cảm giác là chúng ta sẽ không thấy nước bắn lên, thì tài xế sẽ an toàn hơn khi quá trình mình di chuyển. Các bạn thấy không? Chúng ta đi ra phía sau nha. Đây là cái đèn sau của S450 Maybach. Thì S450 Maybach nó cải tiến lại cái phần đèn sau này. Thì đối với S thế hệ trước đó thì mình hay thấy là những cái dải ống led nó bố trí ở đây ba dãy. Nhưng mà đối với cái S450 Maybach thế hệ mới này thì cái đèn thiết kế dạng là pha lê. Các bạn thấy những cái ánh, những cái viên pha lê đây trong cái đèn này rất là đẹp. Cũng ba dãy. Về kích thước tổng thể thì Maybach vẫn không có gì thay đổi so với Maybach thế hệ trước đó. Chúng ta đi vào khoang nội thất nha. Cái điểm khác biệt mà đầu tiên khi chúng ta nhìn vào cái khoang nội thất của S450 Maybach đó chính là cái màn hình giải trí. Màn hình giải trí thế hệ mới nhất của Mercedes. Thì với màn hình này thì cho độ phân giải nét hơn rất là nhiều so với cái thế hệ trước đó, cũng như là nâng cấp rất là nhiều các tính năng ở bên trong cái hệ điều hành này. Ngoài ra thì vô lăng cũng sẽ được thiết kế lại và ba chấu. Các bạn nhìn kỹ cái vô lăng nha. Đây, cái vô lăng thì trên cái vô lăng nó có thiết kế là hai cái nút cảm ứng. Thì nút cảm ứng bên trái thì để chúng ta điều khiển cái màn hình táp lô công tơ mét, còn cái nút mà bên phải trên vô lăng thì chúng ta sẽ điều khiển cái màn hình giải trí, giúp cho tài xế mà khi mà đang lái xe vẫn có thể là thao tác nhanh và an toàn hơn. Và một cái điểm khác biệt nữa trong cái khoang nội thất của S450 Maybach này đó chính là hệ thống âm thanh. Đầu tiên thì chúng ta vẫn thấy đây là cái hệ thống âm thanh là Burmester, nhưng đối với S450 Maybach này thì được trang bị là 26 loa tổng cộng, công suất là 1590W thay vì là trước đây chỉ trang bị là 24 loa công suất là 1540W. Các bạn thấy không, đây là cái loa xoay, cái loa xoay rất là đẹp, rất là tinh tế. Rất là sang trọng đẳng cấp. Logo Maybach được thiết kế trên cái chỗ để tay. Bên trong cái hộc để tay này thì chúng ta thấy là có một cái đế sạc không dây chuẩn QI. Ở đây thì nó có là một cái jack cắm USB, một cái thẻ nhớ SD và một cái jack mà chúng ta thấy là USB nhưng mà có cái hình cái điện thoại, thì đây là cái cổng kết nối Apple Carplay nha các bạn. Chúng ta đi vào cái khoang sau đi. Do cái xe của mình thì là cái xe ở trong kho mới đem về cho nên là bọc ni lông và giấy nó còn đầy trong xe, bọc lại rất là kỹ. Về cái khoang nội thất ở phía sau thì cũng không có gì thay đổi so với cái S400 thế hệ trước. Chỗ này thì vẫn là cái chỗ mà để mà cái bàn gấp để làm việc. Đây là cái bàn gấp làm việc. Ở đây thì có một cái tủ lạnh 8,5 lít bên trong đây. Khu vực này thì mình để cốc làm mát cốc và làm nóng cốc ở đây. Chúng ta bấm vào cái nút này thì thấy màu xanh là đang chuyển sang chế độ làm mát, còn bấm sang màu đỏ là đang chế độ làm nóng. Thì trong trường hợp mà chúng ta uống những cái ly cà phê mà bằng ly giấy á, thì chúng ta có thể tận dụng cái cốc này để giữ mát và làm nóng. Còn chỗ này thì vẫn như xưa, vẫn như cũ, thì để hai cái ly champagne bằng bạc rất là sang trọng. Bây giờ chúng ta ngồi thử vào cái khoang Maybach nha. Thì đối với cái khoang sau của xe Maybach này thì hầu như chúng ta có thể điều khiển được hết những cái về giải trí cũng như là những cái rèm điện hai bên hông. Đây chúng ta có thể điều khiển được cái rèm bên đây luôn. Các bạn thấy không? Rồi cửa sổ trời này cũng rất là đặc biệt nha các bạn. Thì này, mình thấy là phía trước đang là màu sáng nhưng mà phía sau đang là màu tối, thì chúng ta có thể là kích hoạt cái màu của cái cửa sổ trời này bằng một nút bấm ở đây. Đây. Chúng ta thấy không? Bấm sáng, bấm một cái nữa tối, rồi ra bấm một cái nữa nó sẽ kéo cái rèm lại luôn. Điều khiển được hết phía sau các bạn. Phía trước mặt thì chúng ta có một cái màn hình giải trí bằng cảm ứng đây. Cảm ứng mở thôi nha các bạn, chứ không phải là cảm ứng cả màn hình. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái remote để điều khiển giải trí. Một cái đặc biệt hơn nữa là ở trong cái hộc để tay này là chúng ta thấy là có một cái cổng HDMI đây. Đây, cổng HDMI này thì chúng ta có thể là sử dụng chép phim ảnh vào những cái ổ cứng di động đó, và chúng ta có thể là trình chiếu phim ở cái màn hình này để chúng ta xem. Thì cái khoang nội thất ở phía sau của cái Maybach này thì mình hình dung nó giống như là một cái rạp hát di động. Đây. Trên đây thì các bạn thấy đó là có một cái lo nhỏ nè, cái lo nhỏ trên trần nè. Đây, sự khác biệt giữa 24 lo và 26 lo là ở đây nha bạn. Các bạn, đó, hai cái lo trên trần, hai cái lo nhỏ này. Mình không biết là hai cái lo nhỏ này nó có tạo cái hiệu ứng gì không, nhưng mà nó giúp cho cái xe nó tăng lên từ 1540W sang là 1590W, thì khoảng 50W các bạn. Đây là cái lo mà tạo hiệu ứng 3D nè. Khi mà ngồi phía sau để chúng ta xem phim thì hầu như là cái chất lượng của âm thanh này nó ra cho y như là cái rạp hát. Quá đẳng cấp. Cái S450 Maybach này là sử dụng cái nội thất da là da Nappa. Đây là một loại da rất là cao cấp. Các bạn thấy là những cái đường may quả trám ở trên cái xe S450 Maybach này rất đẹp. Đây, mai trên ghế này, những cái đường chỉ mai rất là tinh tế. Đây, quả trám cũng được khâu ở trên cái táp lô. Thì cả cái xe này chúng ta đều được bọc bằng cái da Nappa nha các bạn. Còn cái trần xe thì để tôi quay cận cảnh hơn cho các bạn để thấy. Cái trần xe này thì khi mà sử dụng cái máy quay của mình trên cái điện thoại thì nó sẽ không có thấy rõ. Thì cái trần xe này được bọc bằng một cái loại da này, bên mình nó gọi là da Artico, thì các bạn gần nhìn nó gần giống như là da lộn vậy đó. Cảm giác thì nó rất là sang, rất là mềm, và đồng thời là cái da lộn này mình nghĩ là nó cũng có tạo cái hiệu ứng để cách âm cho cái phần mà nội thất của mình, để cái dàn âm thanh nó nghe nó có thể là tinh tế hơn. Đó. Các bạn thấy nè, đây là cái cửa nè, cửa xe của Maybach nè, mai rất đẹp. Cửa sau nha. Đây, đây là cửa sau. Cái cửa rất là dày các bạn ơi, rất là dày. Cảm giác là đóng cửa mở cửa rất là chắc chắn. Khá là nặng đó. Rất là sang. Đây, cái ghế y như cái ghế thương gia trên máy bay. Đây là cái chỗ để bờ bắp chân nè, mình có thể duỗi chân ra đi những quãng đường dài thì nó rất là thoải mái. Một cái điều đặc biệt nữa mà ở Việt Nam mình có thể là ít quan tâm hơn, bởi vì ở Việt Nam mình là khi mà sử dụng xe á, ở phía sau á, thì hầu như là đa phần đều không có cài dây beo, dây an toàn. Nhưng mà cái xe Maybach này á, thì được trang bị là cái dây beo, là các bạn thấy nè, beo bét. Đây là cái dây beo mà túi khí. Thì trong cái trường hợp mà va chạm xảy ra thì cái dây beo này nó sẽ nổ và tăng gấp là 3 lần để mà bảo vệ cái vùng ngực của chúng ta được an toàn hơn. Đây, một cái điểm đặc biệt nữa là cái chỗ mà cài cái dây beo này, khi mà chúng ta mở cửa ra thì cái dây beo này, cái chỗ cài dây beo này nó sẽ nhô lên và phát sáng để nhắc nhở là chúng ta là cài dây beo. Và khi mà cài dây beo vào rồi thì nó sẽ rút xuống để siết cái dây beo vào cái vùng ngực mình. Các bạn thấy không? Thì đây cũng là một cái tính năng an toàn đó các bạn. Trong trường hợp mà va chạm xảy ra thì ngoài túi khí nổ thì cái beo bét này nó có tác dụng là đẩy lên luôn 7 cm để giúp mà nới lỏng cái vùng ngực ra, để cho khỏi ép cái lực lên vùng ngực, để cho cái người hành khách của chúng ta được thoải mái và an toàn hơn trong trường hợp mà có va chạm xảy ra. Hầu như tất cả cái gì Mercedes-Benz thiết kế đều nghĩ đến sự an toàn các bạn ạ. Cốp xe thì hơi lộn xộn trong đây ha các bạn, tại vì do là cái xe mới. chúng ta có hai cái ly mà châm banh nè. Đây là cái hộp của cái ly châm banh bằng bạc. Các bạn thấy nó có chữ là Robert Berking Silver. Đây là một cái hãng mà chuyên chế tác đồ cho hoàng gia Anh nha các bạn. Ở đây nó có một cái code mã phụ tùng. Còn đây là cái hộc tủ lạnh nha các bạn. Thì cái tủ lạnh này trong trường hợp mà chúng ta chở nhiều đồ á, thì chúng ta có thể tháo bỏ ở nhà cũng được. Đây là hai cái nệm để bò bắp chân của chúng ta nè, để kê các chân cho chúng ta cho nó êm ái hơn. Hai cái. Còn đây là thảm sàn. Thảm sàn của cái xe Maybach này rất là mịn, rất là êm các bạn. Được trang bị túi cứu thương cũng giống như những cái chiếc xe khác thôi. Thì cái xe S450 Maybach này phía sau chúng ta thấy cái cốp nó có một cái lo đây. Đó. Thì cái lo này có tác dụng là lo súp thôi. Đó. Nhưng mà theo cái mà thông số mà công bố của Mercedes-Benz á, thì cái lo mà S450 lo của S450 Maybach này á, đây là cái lo Burmester, thì cái dàn lo này nó sẽ được bố trí cũng đặc biệt và khác hơn so với những cái dòng những cái hãng lo khác. Thì cái mặt lo á, thay vì là chúng ta quay vào trong, nhưng mà cái mặt lo của cái xe mà S450 Maybach này á, thì chúng ta là bố trí cái mặt lo nó quay vào trong. Thì nhà sản xuất nói là khi mà âm thanh mà chúng ta cho dọi vào cái khung sườn saxi á, dọi vào kim loại á, thì nó cho ra cái hiệu ứng âm thanh nó nghe nó còn tinh tế hơn nữa. Thì cái này thì các bạn nghe trải nghiệm thực tế á, thì các bạn sẽ thấy cái này. Đó. Hầu như những cái gì mà hay ho nhất của xe Mercedes thì được tích hợp trên cái xe Maybach này các bạn ạ. Rất là sang, rất là đẳng cấp.